á, là hồi trẻ trâu á, là có quen một bạn học. Mẹ nói trước khi mày đi với anh trai đấy á, là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Dạ chào chào anh ạ. Dạ. Em chào chị ạ. Linh mời ơi, bạn gái giới thiệu trước đi. Xin để chị bên mình giới thiệu trước đi chị ha. Dạ, lời đầu tiên cho em được phép chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh với toàn thể trường quay của chúng ta, những người xem đài. Sau đó thì cho em được chào anh bạn chung vách của em. Em tên là Lê Ngọc Quang, rồi em làm việc ở trung tâm thể dục thể thao của phường. Và năm nay mắc cỡ quá. Đâu sao đâu chị, đâu có. Dạ năm nay em được 55 cái xuân xanh. Ồ. Cho nên ế 55 năm rồi. Dạ em chào chị. Đúng rồi, vậy là em phải gọi chị là chào chị bên nhà gái. Rồi xin mời anh bên nhà trai ạ. Dạ mời anh ạ. Trước tiên mình xin chúc hai thành viên dẫn chương trình Quyền Linh và Hồng Vân và cùng tất cả các thành viên trong hội trường, và đặc biệt thành viên nữ bên màn che bên kia. Mình tên là Nguyễn Duy Triệu, 63 tuổi, đã công tác ngành dược phẩm của nước ngoài 25 năm và hiện nay đang công tác ngành dược phẩm của Việt Nam mình ở khu công nghiệp Phước, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. À, quận 7. Dạ. Chị ơi, chị cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi chị. Dạ, khuyết điểm của em á là coi như nóng tính nhưng mà dễ nguội. Và cái thứ hai nữa là dễ mũi lòng lắm. Mà ai ghẹo chút xíu á là khóc, nhưng mà điều rồi cũng mau nín nữa. Y như là lúc mà chuẩn bị khóc thì chuẩn bị nín cũng nhanh. Cho nên cái đó là có gọi là khuyết điểm không anh Linh? Không, cái đó không phải là khuyết điểm, mà cái đó là một cái cá tính riêng của mỗi người. Tại vì cái cảm xúc thì mình không thể nói nó là khuyết điểm được chị. Dạ. Và xin mời nhà trai ạ. Điểm mạnh của Duy Triệu á, thì nói chung cũng có cái là hòa đồng, và trong cái cuộc sống mình cũng phải học hỏi với mọi người. Và đặc biệt là có cái là hay đam mê thể thao. Anh chơi môn gì anh? Và luôn luôn chơi có một môn duy nhất thôi là cái môn tennis. Sau khi chơi cái môn này thì cách nay 25 năm là bỏ thuốc lá luôn. À, rồi. Tốt rồi đó. Còn cà phê là hoàn toàn không có. Rượu cũng không có, bia thì có. Dạ. Cái đó là cái sự xã giao của dạ, cái người rồi. Phái nam như dạ. Thế. Dạ. Thì cái điểm yếu thì nó có cái như hơi lười biếng, nhưng mà có cái tác động của gia đình hay là cho người xung quanh đó tác động vô thì mình xiên trở lại. Xin đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên được không ạ? Dạ được. Em thì nói chung là hồi trẻ trâu là có quen một bạn học. Quen là chỉ là cái thuở ban đầu thôi, mới nhìn nhau rồi thích thôi, chứ cũng chưa gọi là yêu. Rồi lần hai thì có yêu một anh công an, nhưng mà sau đó thì hai đứa không hợp thì chia tay. Bao lâu chị? Yêu bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm? Dạ. Nhưng mà cũng thú thật với lại chị Vân với lại anh Linh nha. Trong 4 năm đó, hai đứa chỉ nắm tay thôi chứ không dám làm gì hết. Không tiến xa hơn luôn. Dạ, có nghĩa là cái thời điểm của mình và chị Hồng Vân á là ba mẹ rất là khó. Đúng rồi. Ví dụ như mình nói chẳng hạn như vậy nè, mẹ nói trước khi mẹ đi với anh trai đấy á là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Rồi sau đó thì sao chị? Sau đó chị có yêu ai nữa không? Dạ nói chung là thời điểm đó rồi á, em đi vào xí nghiệp rồi xong rồi á là ba mẹ bệnh, là coi như em chăm lo cho ba mẹ rồi xong rồi thì đến bây giờ, tới bây giờ luôn, ba mẹ mất rồi em mới nghĩ tới mình. Trời ơi, vậy hả? Có nghĩa là chị hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân của mình cho gia đình, đúng không? Dạ. Cho ba mẹ, chăm sóc các cụ. Lúc đó thì em nuôi bà ngoại nữa. Rồi sau đó thì bây giờ là nuôi ông anh nữa. Làm như là mình đang rảnh á. Có nghĩa là mình không có người để mình chăm sóc những người thân của mình. Ồ, vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy là cái bài chị tôi á là tặng riêng cho chị được luôn. Đúng rồi đó. Nghe bên thằng gái thấy cảm xúc quá nha. Anh thấy sao anh? Chưa có người yêu luôn á. Còn chẳng phải nó kiên trì quá. Dạ, kiên trì coi như
Thì cái điều đó thì cái đó là cũng là điều rất là... Vâng, chào dạ. Hồng Vân em. Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Thì cái đó là cái điều mà cũng may mắn cho mình luôn. Dạ. Thực sự thì em nghe câu chuyện của chị bên đây em xúc động quá. Tốt. Em nghĩ là những người làm như vậy là thực sự chỉ có những người phụ nữ cực kỳ nhân hậu. Can đảm. Can đảm và nhân hậu nữa. Tại vì họ làm bằng trái tim, họ làm bằng sự tự nguyện, chứ không ai ép buộc họ hết. Cảm ơn. Anh có thể chia sẻ chút xíu cái đường tình duyên cho bạn gái nghe đi anh. Nói chung Duy Triệu thì có gia đình. Bà xã thì mới mất năm 2018 và có hai đứa con. Hiện nay ở nhà chỉ có hai đứa con và Dư Triệu mà thôi. Tức là ba người trong gia đình. Ba cha con. Dạ, ba cha con. Bây giờ thì anh cũng có thể bước nữa để tìm người tri kỷ, tri âm cho một cái chặng đường sắp tới để có thể chăm sóc nhau, chia sẻ yêu thương lẫn nhau. Linh thấy đây cũng là câu chuyện cũng hay đó. Dạ. Chào chị. Chào Huyền Linh. Dạ. Chừng cái nửa mảnh ghép của chị còn đâu đâu đó. Bây giờ chúng tôi đã mời đến đây rồi. Nửa mảnh ghép gần như ngồi sát bên đây rồi. Bây giờ trong đầu chị nghĩ là nửa mảnh ghép của chị là một người hình tượng như thế nào? Nói chung là cái hình tượng thì nó không quan trọng lắm. Nhưng mà điều cũng dễ dễ nhìn chút xíu là anh ấy ví dụ như đi ra đường thì mọi người khi nắm tay mình thì anh ấy là sẽ là người vững chãi hơn tí, khỏe mạnh hơn tí, để có gì khi mình ngã đó thì anh ấy nâng. Dạ. Rồi ví dụ như anh ấy không cần phải là đẹp trai, tại vì bây giờ mình còn sắc dốc gì nữa để mà đẹp, nhưng anh ấy cũng phải ngoại hình cũng nhìn dễ nhìn tí xíu. Được, đừng có được lắm á chị. Rồi anh trai, anh muốn cảm nhận một nửa mảnh ghép cùng với anh đi suốt cuộc đời còn lại là như thế nào? Nói chung thì Dư Triệu chỉ có một cái rất là đơn thuần và đơn giản nhất là nhìn với cái người phụ nữ có cái hậu và cái gọi là nhân văn cho cái đường sau này giữa mình đi như thế. Quá có hậu, quá nhân văn. Dạ, cái điều đó là may mắn nhất. Dạ, tôi nghĩ rằng hôm nay là hai người nãy giờ trò chuyện, chúng ta cảm nhận được cái sự kết hợp của hai người cũng khá là hợp lý. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Chị đi với ai vậy chị? Dạ. Em đi với dì thứ bảy, cũng như là giờ đang kêu má bảy. À rồi, cảm ơn chị cứ ngồi đi. Chào má bảy. Chào chú Quyền Linh với chị cô Hồng Vân. Dạ, chào chị. Chào. Với chào tất cả ở trường quay. Tôi là dì thứ bảy, dì ruột của Ngọc Quang. Dì, là dì. Dì ruột. Dì ruột của Ngọc Quang là em của mẹ nó. Tôi đến đây không có gì hơn, cháu tôi thì nó cũng hơi lớn tuổi, nhưng mà hồi nào giờ thì nó cũng kén gì lắm chứ không phải đến đổi mà ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà trường hợp mà nó do nó, quyền lựa chọn là nó thôi. Dạ. Vì thấy đàn trai sao, thấy cảm nhận có hợp với đàn gái không? Đó tùy hai đứa. Thì không có can thiệp ha? Không can thiệp. Dạ, ủng hộ nhưng mà gì ủng hộ không? Thôi chứ không can thiệp. Rồi ủng hộ được rồi, cảm ơn gì. Anh đi với ai anh trai? Xin nói với tất cả các thành viên đi với gia đình là anh ruột người thứ tư. Vâng, và ông anh trước cửa nhà. Đây là anh ruột người thứ tư. Dạ. Xin chào MC Huỳnh Linh với xin chào MC Hồng Vân. Dạ. Tôi là anh của bên đàn trai. Theo anh nó Triệu. Có. Anh thấy bên cô gái á, xinh xinh. Dạ. Cao. Có vẻ là lanh lợi nha, anh cảm thấy là lanh lợi. Không biết rằng hai em có tiến xa với nhau hay không. Yeah. Nhưng anh cũng xin chúc mừng trước thôi. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ, chào anh. Thì tôi báo cáo với này, các anh các chị cùng toàn thể hội trường. Tôi thì ở đối diện với nhà anh Triệu. Thế thì cũng điều là không may mắn là vợ anh Triệu thì cũng chia tay gia đình để ra đi cái đi 2 năm rồi. Thế thì thực lòng đó mà nói tôi rất thương anh Triệu vì anh là người rất hiền lành. Tôi cũng có ý định là mai mối cho anh Triệu mấy cô rồi. Thế nhưng mà thực tâm ra mà nói là cái đồng cảm thì là nó chưa gặp may mắn. Thế hôm nay cũng chương trình đưa anh Triệu và chị Quang. Thì qua cái trao đổi thì tôi có cái cảm nhận thế này. Anh Triệu và chị Quang nói chung là cái tuổi thì không phải là còn thanh niên nữa. Phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Triệu có hai đứa con, một đứa con trai và đứa con gái. Có một đứa cháu. Thế nhưng mà hầu như là con của anh ấy là ngày đi làm hết. Thế thì lúc khỏe đã vậy, nhưng mà cái lúc ốm đau thì anh Triệu chỉ có một thân mình thôi. Cũng rất là buồn và tội nghiệp cho anh ấy. Thế còn chị Quang thì đương nhiên là cái thời kỳ son trẻ thì chị có cái kén chọn. Nhưng mà bây giờ tuổi của chị thì cũng vào cái tầm tuổi gọi là ngoài 50 rồi. Tôi nghĩ là hai anh chị nên chung lại với nhau, tức là góp cơm chung để có cái nương tựa để chăm no cái tuổi về già, thì tôi nghĩ là rất hạnh phúc.
Họ bản thân tôi ở khu xóm thì có thêm một người bạn là về cùng với khu xóm. Mà anh Triệu thì với chị Quang thì động viên nhau trong cuộc sống. Mà cũng đấy là cái mong muốn không riêng của anh Triệu và đối với lại khu xóm chúng tôi. Thế cũng rất là chân thành cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân đã dẫn chương trình và tạo cho anh Triệu và chị Quang này gặp lại nhau. Và tôi cũng mong muốn là anh Triệu với chị Quang sẽ ngày gần nhất đây sẽ về với nhau để khu xóm chúng tôi chung vui cùng với anh Triệu và chị Quang. Xin nét. Bây giờ thì mình mở rào cho anh chị gặp mặt đi nhá. Mở rào. Bắt đầu anh Triệu nha. Co anh. Chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà gửi cho em. Dạ em cũng có món quà để gửi anh. Rồi rất cảm ơn nhiều. Rồi xin mời. Cho anh để lên bàn cái ha. Mở quà đi chị. Là cái gì đó? Cái này cà vạt anh. Đây là bộ khăn. Để em về mỗi lần mà em sử dụng á em nhớ cái ảnh. Rồi cảm ơn. Ủa bệnh là gì vậy anh Triệu? Cái này cái cà vạt. Cà vạt. Cà vạt. Chị đeo cho ảnh chị. Vậy hả? Anh cầm này. Có đây. Cà vạt màu gì vậy Vân? Cà vạt màu xanh cơ. Xanh hả? Hai người này giờ chăm sóc với nhau chắc đã lắm à. Cảm ơn Nguyên Linh nhiều. Rồi cảm ơn em nhiều. Rồi mình cảm nhận về nhau đi anh chị. Thì cái điều mà may mắn là đối với anh thì có được cái niềm an ủi của em. Dạ. Thì điều đó là cuộc sống của anh cũng mừng. Dạ. Và nhất là về vấn đề mình sống phải có cái nhân văn chứ. Với cái phúc hậu của mình nữa. Dạ. Yeah. Nói chung là em thì không phải tự em hoàn chỉnh em. Dạ. Thì em bây giờ sẵn chương trình, em sẽ cảm ơn trước tiên là cô giáo em, rồi sau đó là ba mẹ đã sanh ra em. Dạ. Và những người bạn đi cùng em. Dạ, cảm ơn. Em xin lỗi chương trình, em hơi xúc động. Em thấy vậy nè chị, để bỏ mình bớt đi cái cảm xúc xúc động này đi, mình hát bài đúng cái sở trường sở đoạn của chị đi chị. Cái này cũng xin lỗi, cũng không phải là hay là cái gì, nhưng mà kiểu như là cái bài này nó đi sâu vào lòng em. Dạ, bài này là bài Hoa 10 giờ. Hôm chia tay chiều Chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến. Hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Vậy dạ, anh chịu ơn. Hát tặng lại chị đi. Nói chung thì anh cũng hát em dạ. một bài hát ngắn dạ. Và bài hát đó là tiếng nước ngoài, tiếng dạ. Pháp. Thì để anh xin hát một khúc dạ. thôi. Dạ. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Hát rồi nè. Cái bài này em biết nè. Rồi anh sẽ hát lên ha. Bài này nói về bài tình yêu đấy. Hát lên về tình yêu đó. Em biết bài này. Bài nổi tiếng luôn. Rồi cảm ơn. Bây giờ anh chị đã gặp nhau rồi. Dạ, cảm ơn người hát, có cảm xúc rồi. Mình nói luôn đi anh. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình dự định tương lai mình góp gạo thổi chung đó. Thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì? Thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì? Góp gạo thổi cơm chung. Chuyện của người ta mà mình rung là sao? Để làm bên đây nó khớp tinh thần nữa. Em trường hợp như thế này, trong cái cuộc sống sắp tới thì cái tâm trạng của em là như thế nào để anh có anh cái anh đáp ứng theo? Dạ, nói chung á là hồi nào giờ á em cũng nói thật ra là em sống một mình á cũng có cái quen, nhưng mà điều á là em thấy nó có gì thiếu cho nên á là em muốn bù đắp cái thiếu đó vô.
Nhưng mà giờ em không biết là có phải là trời đã đưa cái thiếu gần lại gần em rồi, chưa. Còn cái chuyện về em á, thì em cũng xin nói thẳng với anh á, là khi mà ví dụ như á, chúng ta góp gạo nấu cơm chung, thì em cũng xin anh vậy nè, cái chữ hiếu á, lúc nào người ta cũng đặt trên hàng đầu. Cho nên ví dụ như em có quá hiếu á, thì anh cũng có gì anh bỏ quá cho em. Còn nếu mà thổi cơm chung á, mà mình phải xin trước, chứ nếu không xin á, thì không được. Cho nên á, là em chỉ yêu cầu như đó thôi. Phần anh bây giờ anh cũng nói rõ cho em biết là những gì, cái quan niệm suy nghĩ của em sống như thế nào, thì hoàn toàn anh không can thiệp sâu vào cái điện đó. Và tiếp tục những cái gì mà mình còn đang làm lúc trước tới bây giờ vẫn tiếp tục làm luôn, không có ngại ngùng như đó. Rồi em còn cái này nữa. Ví dụ như em á, là nếu mà nói là người của công chúng thì không có đúng, mà kiểu là người của xã hội. Em rất tham gia nhiều cái coi như là cái hội này hội kia. Thì ví dụ như chúng ta đến với nhau, thì anh có thể nào anh nới nã anh cho em đi tham gia hội hè này kia, tức là chứ đừng có bó buộc em vào cái tình cảm không. Mở thì mở rộng ra cho đi sinh hoạt các dạ bạn đó. Yes. Ok, không sao hết. Cái người mà sinh hoạt như em vậy đó, nó có cái tâm trạng thoải mái hơn nữa, mà lúc đó mình thấy cái người phụ nữ đó họ có những cái hoạt bát thêm. Bây giờ thì em cũng nói là hồi nãy giờ rồi, em có tí chút cảm tình với ảnh. Nói chút có rồi. Nhưng mà rất cảm ơn em. Dạ. Nhưng mà về á, em nói anh nghe, ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em ấy, anh đừng nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Đúng ra là em yêu cầu cái đó có quá đáng không anh? Không có gì đâu, tại vì anh làm công ty nước ngoài anh quen rồi, anh vẫn nói tiếng Việt được mà. Không lẽ hai người anh nói tiếng Pháp? Anh Linh ơi, rủi gì á, ví dụ như em nghe lóng thoáng được á, cái tiếng Anh á là I love. Còn ảnh á, anh tiếng Pháp, anh nói gì em cũng không biết, ảnh có lớp em không? Rồi, bây giờ thế này anh chị, mình để tay mình nút bấm đi. Rồi, xin mời. Quyết định đưa ra quyết định của mình. Rồi, để tay vào đây anh trai. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, chúng ta đang đối diện với người thân của mình. Thành ra là mình cứ theo con tim mách bảo đi, vậy đi. Con tim nó nói bấm là bấm. Ừ, đơn giản như vậy. Đếm đi Linh ơi, để hồi hộp quá. Đếm đi. Rồi đếm đến ba là anh cháu chị nó cũng muốn mình bấm đó. Anh chị quyết định nghe. 1 2 và 3. Chúc mừng, chúc mừng. Anh chị nắm tay đi. Ở trong sân khấu hội trường này ai cũng vui cả, bởi vì thật sự người ta cũng muốn tác hợp giữa anh chị với nhau. Những trái tim còn cô đơn trong cuộc sống hiện đại thế này anh chị nha. Thôi bây giờ mình hỏi gì tí cho phép hôn không? Xin lỗi dạ gì bảy gì bảy bảy má bảy đó má bảy cho Dư Triệu hôn bạn gái Quang một cái. Chấp nhận nó gật đầu được kìa. Má bảy gật rồi. Chắc về, về về đây khỏi gọi đầu á, để cái này riêng thấy chưa, thấy duyên dáng ghê không, không có gọi đầu nữa. Tính toán xem tương lai nếu mà lấy nhau. Nghĩa là chúng ta có thể lập nghiệp bất kỳ nơi đâu, có thể Cần Thơ, có thể Cà Mau, có thể Vũng Tàu, có thể Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không hai bạn? Rồi, rồi. Vậy thì cũng hiểu với nhau rồi ha. Bây giờ mình có món quà nào gửi tặng nhau được, bài đúng hát rồi. Nào đó để mình gây cảm tình trước khi bấm nút. Món quà tinh thần dành cho nhau. Thank you.
Hay quá, cảm ơn. Bạn gái có tặng món quà cho em Tân. Sao? Rồi, âm nhạc. Hai đứa mai mốt về có giận nhau, cãi nhau, mở bài lên nhảy hết giận. Dễ thương mà. Rồi, bây giờ chúng ta nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình về nhau, về đối diện. Rồi chúng ta tiến hành bấm nút. Bây giờ mình suy nghĩ điều gì đó. Nói đi Bình Thạnh. Anh hỏi thật Hạnh nha, em có một chút rung động gì với đối phương của mình chưa? Có một chút, tim mình có thay đổi không? Có rung động gì không? Có rung rung ha. Rồi, như vậy là được rồi, còn quyền quyết định là của hai bạn nha. Đàn gái sẽ trả lời bằng nút bấm. Đúng vậy. Từ nãy tới giờ chúng ta giao lưu nói chuyện với nhau, vui có, những phút giây hiểu tìm hiểu nhau đã có. Thì bây giờ bấm nút này hết sức là quan trọng. Bấm nút cho chính cảm xúc của mình. Các bạn đừng có nghĩ là anh Quyền Linh hay nói là bấm nút xong ra ngồi uống cà phê, chat chít, giao lưu qua mạng xã hội rồi xong. Không phải. Bởi vì sao? Tất cả những điều này, những khoảnh khắc này chúng tôi đã ghi lại sẽ nằm ở trên đó mãi mãi. Chúng ta có thể mở ra coi bất cứ lúc nào. Nên thực sự hãy thành thật, luôn thành thật với cảm xúc của chính mình. Nếu các bạn không bấm nút thì cũng không sao cả. Bởi vì sao? Sẽ dành cái nút bấm đó cho những quý vị khán giả đang ngồi xem truyền hình ha. Và nhắm mắt lại, thực sự hỏi con tim mình, người ngồi bên kia có phải là một nửa mảnh ghép mà mình đang đi tìm hay không nha. Tôi xin nhắc lại, bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Chúng ta đang đối diện với ông bà, cha mẹ, hàng xóm láng giềng và hàng triệu khán giả. Có yêu thì nói là yêu, không yêu nhường cơ hội để cho người khác. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi. Oh. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi nào, Bình Thạnh. Đó. Bây giờ chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mình xin phép hai họ đi. Đây, thay mặt dì cũng là mẹ luôn. Mình xin phép bên đàn gái với đàn trai là hai gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau, tìm hiểu với nhau. Nếu mà được thì tụi con sẽ hứa làm gì với nhau. Con xin phép dì được hẹn hò với em. Và mong sắp tới sẽ có những cái kết thúc đẹp. Rồi, em nói gì với đàn gà bên đàn lại, trai đi. Đúng rồi. Con xin hứa với lại bác, hai bác ạ. Con sẽ quen và tìm hiểu nhau. Rồi, đây là những lời nói rất thật giữa hai bên gia đình ha. Chúng ta không nên làm sai những cái gì nãy giờ chúng ta nói với nhau. Những lời hứa là như đinh đóng cột các bạn nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Và đây là chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Và bây giờ trước sự chứng kiến mọi người, một nụ hôn để chứng minh rằng các bạn bấm nút từ trái tim. Bắt đầu đi Bình Thạnh. Rồi, dễ thương. Thực sự là vô tình, một sự vô tình trùng hợp ngẫu nhiên mà rất là đáng yêu là hai bạn đều mặc đồ trắng. Ủa em với anh mặc đồ đỏ.
Có rồi, hai đây là một phần quà của Vinalatex và một cái nệm cao su và một cái phiếu giảm giá nệm cao su 50% trên toàn quốc dành cho các hai bạn. Và đây là một phần quà đến từ công ty mỹ phẩm Đăng Dương xin gửi tặng đến cho các bạn. Những cái món quà từ Việt Nam cacao, mật của đất. Chúc cho tình yêu của các bạn sẽ ngọt ngào những thanh sô-cô-la này. Và tiếp theo đây là quà tặng đến từ thương hiệu Senton, máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia. Và bình nước nóng Atlantis Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Đây, xin gửi tặng đến cho các bạn. Và chưa hết, đây là một chiếc TV, Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Sản phẩm công nghệ dành cho đình Việt. Chiếc TV này sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Đây. Đây, quà của bạn gái. Đây là hình của bạn. Không biết trúng hay sai, nhưng bạn gái tưởng tượng như vậy đó. Bây giờ để đây đi, tôi thấy bên ngoài đẹp hơn trong hình đó. Rồi, chúc các bạn sớm tìm được tiếng nói chung của nhau, sớm thổi góp gạo thổi cơm chung nha. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, mời em đi trước đi bé. Dễ thương quá. Thưa quý vị, có thể nói một cặp đôi có thể là cũng ngang tài ngang sức với nhau ha, trai tài gái sắc, rất là dễ thương. Hy vọng rằng họ hàng hai bên, dì với là hai cô chú sẽ hỗ trợ họ để họ có thể tiến xa hơn trên con đường để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Mời bạn Nam. Rồi, chào bạn, ngồi đi bạn. Chưa. Mời bạn. Dạ mời bạn nữ. Xích vô, đúng rồi. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta giới thiệu cho hai bên nghe rõ luôn. Mời bạn. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ. Ở đâu? Dạ ở thành phố Hồ Chí Minh. À ở quận mấy? Dạ em làm ở quận Phú Nhuận. À tức là bạn dạy về kỹ năng sống, về lịch sử. Dạ. Ở Phú Nhuận. Dạ. Tức là dạy ở trường nào hay là như thế nào? Dạ em dạy kỹ năng sống thì em dạy cho các trường tiểu học với lại là trung học cơ sở. Ừ, còn lịch sử là em dạy cho đại học. À quê Bình Thuận nhưng làm việc tại Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 26 tuổi. 26. Dạ. Rồi mời bên đàn gái. Mời bạn. Em là giáo viên hả Huyền? Em dạy môn gì? Em dạy toán. À, nghĩa là hôm nay hai giáo viên. Hai giáo viên. Nhưng có một cái nè, em bên kia 28, em 26 đúng không? Dạ. Tức là nhỏ hơn 2 tuổi đó. Bởi vì thầy giáo dạy kỹ năng sống lịch sử thì cũng rất là năng động ha. Có rất nhiều cái kinh nghiệm đây. Mời bạn gái hãy cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm và khuyết điểm. Khó. Thì dĩ nhiên cái đó cũng đâu có ai chia sẻ với người khác đâu, ngoại trừ có thể vợ chồng nhau thôi. Em không cho chồng em xài chung lược với em hả? Khăn cũng không luôn. Lược à, lược xài chung, em xài nhiều hơn rồi đó. Rồi ủa sao vậy, sao mọi người cười vậy? Bây giờ
bên đàn trai ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Dạ, ưu điểm của em đó là cần cù, chịu khó, siêng năng, cẩn thận, thôi giỏi vậy ta. Trời ơi. Còn khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em đó là hiện tại thì em chỉ biết nấu món ăn hạn chế thôi, chỉ là một số món đơn giản thôi, nhưng mà chắc chắn cái này bắt buộc là sau này em phải tập. Không cần thiết, đàn ông dạ, có thể nấu được rồi về dạ, vợ nấu rồi tập với vợ cũng xong à. À, bạn gái về đường tình duyên có mấy mối tình? Dạ, chưa có. Hả? Chưa có luôn hả? Thiệt hả? Dạ. Vậy là chưa nắm tay ai? Thì nếu mà chưa nắm tay ai chắc chắn một điều cũng là sẽ chưa hôn ai. Ừ, vậy trước giờ em đi dạy, thường thường lịch dạy của mình là từ sáng tới chiều đúng không? Mình có dạy thêm không? Mình có dạy thêm đúng không? Rồi mình có, em có hay đi chơi tối hay là đi chơi khuya hay là gì không? Vậy là sau 10 giờ không ra đường nữa. Ồ, dạ. Rồi cái sở thích của em là gì? Dạ, em thì em thích chị em gặp nhau chưa ta? Dạ có thể đấy chị. Phải không? Dạ. Có thể dạy kỹ năng sống cho diễn viên chẳng hạn. Em rất là thích những người dạy kỹ năng sống. Bởi vì những người dạy kỹ năng sống á, họ phải tìm hiểu rất rất là nhiều, và đặc biệt khi làm việc với trẻ con nữa. Chính xác, mà về tâm để lý, đúng, về mà dạy năng động, về sáng tạo, về tất cả mọi thứ. Đúng không? À, chị thấy là bên đây tiêu chuẩn mà bên nhà gái chị đặt ra đó, em bị miss một cái thôi. Tiêu chuẩn ở đây, bây giờ mình bỏ qua cái chuyện tiêu chuẩn đi. Không anh, nhưng mà cao ráo, cao ráo, đẹp trai. Rồi em có thích chơi thể thao không? Đúng rồi. Em có đá banh, có tập tạ nha em. Khỏe. Kỹ năng sống. Nhưng mà nói khỏe đúng không? Xíu nữa em thử ạ. Thử đi. Xíu rồi. Kéo xíu không, để chút nữa xíu kéo rào ra. Bên em học Võ Việt Nam, học Taekwondo mà. Trời ơi. Võ Việt Nam ăn thua gì đâu. Bên đây học Võ Việt Nữ luôn nè. Võ Việt Nữ hả? Có võ đó anh. Dạy nữ học kỹ năng sống. À. Anh tránh ra, tự nhiên cái chỗ anh hỏi anh bớt. Cứ chàng chàng. Đừng có ngắm đàn trai nhiều quá. Phải hỏi nè, cái tiếp người phụ nữ mà Duy mong muốn là cái gì? Dạ thì em cũng mong muốn một người phụ nữ biết quan tâm, chia sẻ và lắng nghe, cũng như là cẩn thận, cũng có thể khó tính một xíu. Đôi khi hơi khó. Cẩn thận chắc chắn, lắng nghe, với lại chịu khó, có thể tự lập. Và một người phụ nữ chín chắn, trưởng thành, biết điều. Dạ. Em nghe rồi đúng không bé? Em cảm thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? 70 đúng không? 70%. Em gái, anh nói em gái nè. Thật sự đúng là em khó lắm á. Khó tới mức mà chồng mình còn cho lao khăn chung nữa thì khó dữ lắm luôn. Đúng rồi, cái đó là khó còn lắm luôn á. Còn được, em không cần xài chung. Không, ba mẹ thì không nói rồi. Đúng rồi. Chị em tuyệt đối cũng không luôn. Nhưng mà ý là vợ chồng là người nằm chung với mình một cái giường, khi mà hai người vợ đã là vợ chồng đi, hoặc là đã là yêu nhau ăn đi, chung ở chung, ăn ngủ chung, chung ở chung, ngủ chung, chung, thậm chí hơi bất lịch sự tí xíu nhưng có thể là có đi toilet chung nữa, đúng không anh? Anh có bao giờ mà anh đang đi toilet mà vợ anh đi vô không? Cũng bình thường không, tức là mình không có nói không hả? Cái này hả, sao nhở? Sao nhở? Này đóng cửa. Đóng cửa hả? Không, đừng nói đi nhẹ thôi, dự án nó đi nặng lắm ông. Ôi mắc cỡ quá, chuyển qua đề tài khác. Em gái. Rồi bây giờ nè, anh em nói gì nè, ở thành phố Hồ Chí Minh mà xuất hiện hai con người chưa yêu ai lần nào, chưa hôn ai lần nào, chưa nắm tay ai lần nào, thì bây giờ ca này mình xử sao? Ca này để người thân góp ý đi rồi tính. Rồi, mình mời người thân vậy. Xin mời em, hôm nay em đi người thân của em là ai? Em đi với em gái và bạn. À, em gái và bạn. Rồi, em gái. Đàn gái nè. Bé hai ủng hộ hai, nhưng bé có thấy hai khó không? Dạ, thật ra thì chỉ không có những nguyên tắc của mình, mà tự nhiên là cái chuyện mà hai bảo là hai không
Hiểu rồi thì cho xài chung đúng không? Em tức là ở nhà em là chuyện mỗi người cái khăn là chuyện bình thường rồi. Rồi. Nhà em có bao nhiêu người? 6 người. 6 người là 6 cái lượt hả? Dạ không, xài chung nhưng mà khăn tắm rồi là hồi nãy hai nói là không được xài chung lượt luôn đó. Không, hai nói là những người không trong gia đình phải nhà xài chung lượt. Ừ. Khăn tắm là đồ gì như con cái thì chị em có thể mặc như vậy, nhưng mà như khăn tắm là phải xài riêng. Rồi. Không, khăn tắm xài riêng trong thành viên gia đình là đúng rồi, rồi em đang nói vợ chồng. Em đánh giá về người bạn sắp gặp gỡ hai của em đó, có hợp với tính cách của hai của em không? Thì em nghĩ là chắc là anh cũng có vài tính cách là hợp, nhưng mà khi anh nói là hai không thích hói thì em thành viên vậy. Thật sự là mỗi người có một cái khuôn riêng và chắc chắn là chưa chắc là anh là thích hai em. Thì cứ hai người gặp nhau, khi người trao đổi với nhau thì có những cái chuyện về ngoại hình như thế, thì nếu như mà tính cách nó hợp nhiều hơn á thì đương nhiên là sẽ bỏ qua một số cái chi tiết. Còn đối với em thì em luôn tôn trọng quyết định của hai, hai cứ làm những gì mà hai thấy thích, hai thấy cũng mình thích thì mình làm thôi, không cần. Đúng rồi, rồi em. Cảm ơn em gái. Em nói đúng, và đúng đó cũng là tiêu chí của chương trình đó, cứ nghe theo cảm xúc của bản thân, không có vấn đề gì cả. Rồi Duy đi với ai? Duy đó, chị chuyển phòng. Dạ. Hay quá, cảm ơn trưởng phòng. Rồi, nhớ nha, đôi khi là con người ta không ai hoàn hảo hết. Có thể là cần cù bù thông minh, cần cù bù khuyết điểm, tất cả mọi thứ ai có khuyết điểm hết. Vấn đề có người lộ khuyết điểm ra ngoài, dễ thấy có người giấu khuyết điểm vào trong. Vấn đề quan trọng là chúng ta nhìn với những cái tích cực hơn. Em gái nha. Rồi. Chúc hai em may mắn, mở rào. Mở rào. Đó. Hay quá. Cái hai món quà này nó cũng là lạ. Trước khi mình bước vào mình 3 phút trò chuyện với nhau thì mình sẽ vượt qua một điều gọi là bài test về sức khỏe. Giống như hồi nãy Duy đã nói, Duy có tập gym, chơi thể thao. Thì Quyền ơi, em muốn test không? À, không hả? Sao vậy? Tha rồi. Tha gì? Anh thấy con gái mình đi chơi, gặp trai tặng hoa cho con trai. Con trai thì không có tặng hoa. Mai mốt mà... Nhưng đàn ông mà râu ria nhàn cầm bó hoa nó cũng là lạ lắm á. Thôi bây giờ mình vào cuộc đi. Nào, chúng ta gặp gỡ đầu tiên đó. Mình cảm nhận nãy giờ mình nói chuyện với nhau qua cái hàng rào đó. Mình cảm nhận về nhau đi. Thì nó sẽ tốt hơn.
còn thời điểm bây giờ không có cặp nhau, được cặp nào đợi nhau 10 năm nữa đâu. 2 năm mà chưa thấy gì là lên đường, đường anh đi, đường em đi rồi. Anh Linh nói đúng. À, có thể các bạn nói là thời gian không quan trọng, bởi vì sao? Các bạn chưa có yêu. Nên đối với Thư, yêu, nếu mà yêu rồi thì mình ngồi đó và rút ra kinh nghiệm. Còn chưa yêu, nhào vô tìm hiểu đi, rồi hãy nói chuyện với nhau. Rồi nãy giờ mình nói nhau nhiều rồi, bây giờ mình chốt lại, mình nói ngắn gọn cảm xúc về nhau và chúng ta tiến hành tới cái khâu quan trọng nhất là bấm nút nha. Mời các bạn. Rồi, trước khi mà chàng trai nói những cái cảm nhận từ trái tim của mình á, anh muốn em mở quà xem chàng trai đã gửi tặng em cái gì trong đó. Đây, ở ngoài là có lời chúc ha. Đúng rồi. Em đọc lớn lên được không ha? Cái đó là cái gì vậy Duy? Có thể mở được không Duy? Dạ cũng được nhưng mà hơi khó mở anh. Thôi để tối về mở đi. Rồi thôi đọc cái ngoài được rồi. Em tặng một cuốn sách mà đọc lại câu đó anh nghe coi em gái. Dạ anh chúc em luôn xinh đẹp và thành công trong cuộc sống. Rồi. Sách đó sách tiếng Anh về ngôn ngữ. Tại sao em lại tặng sách tiếng Anh? Dạ tại vì em có em nghĩ mà ngôn ngữ phổ biến hiện nay đó là ngôn ngữ tiếng Anh. Thì hiện tại em cũng học, em muốn em với lại bạn gái của em trong tương lai thì có thể tiến xa hơn thông qua học ngôn ngữ, cũng có thể hiểu nhiều hơn về thế giới với lại đất nước của mình. Rồi. Anh học EMU 201. À đây là cái bằng để anh nộp vào để anh tốt nghiệp thạc sĩ. Cô giáo thấy chữ của anh thầy giáo bên kia sao? Nhìn chữ vừa đoán được tính cách là hay rồi. Bây giờ rồi. Em trai, em có món quà gì tặng bạn gái trước khi người ta bấm nút không? Dạ, món quà gì cũng tặng. Rồi. Người con gái lúc bấy giờ là có cái sứ mệnh đặc biệt, đó là phải đi giúp quốc gia để quốc gia được bình yên. Thì người con trai lúc bấy giờ đã dành hết cái chân tình của mình vô một bức tranh của người con gái. Bức tranh đó do người con trai tự vẽ và đọc bốn câu thơ trong đó, và người con trai sẵn sàng chờ đợi cũng như là tìm mọi cách để cô gái hoàn thành nhiệm vụ của quốc gia để trở về với chàng trai. Thôi, bốn câu thơ mà chuyện dài quá ha. Rồi. Dạ, thầy dạy sử ha. Em có một bài hát nào gửi tặng? Rồi. Bây giờ thì chúng ta tiến hành bấm nút ha. Tiến hành bấm nút thôi. Rồi. Đây. Mời để các tay bạn bấm đi, Duy. Chúng ta đặt tay vào nút bấm đây chị nhấn vào. Bây giờ thì hai bạn cũng đủ hiểu nhau xem mình hợp cỡ nào và mình có phần với nhau hay không. Bởi vì tôi biết rằng là vẫn nhiều câu hỏi ở trong đầu cô gái. Bây giờ ta quyết định bằng cái bấm nút. Ở trong chương trình này, khi bấm nút chúng ta phải kiểm tra lại con tim của mình. Chúng tôi muốn thật sự các bạn có rung động với nhau, hẳn bấm nút. Không thì chúng ta nhường cơ hội cho nhiều người khác. Và bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút là trao duyên đi, khó lấy lại được lắm nha.
chứ không phải là chúng ta bấm nút vì một điều gì đó, vì ai đó mình áp lực mình bấm nút, không phải điều đó. Chúng tôi muốn bà Nguyễn Hòa là một chương trình rất là chân thật, phải bấm bằng trái tim của mình, đơn giản như vậy. Các bạn tự quyết định. Rồi, kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa. Hãy bấm nếu chúng ta thực sự rung động. Các bạn à, chuẩn bị nha. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, như vậy là cô gái không bấm. Chúng ta phải sống thật như thế. Không có gì, không có gì bờ cả ha. Tại sao bạn lại không bấm nút? Rồi. Cảm ơn bạn đã sống thật bằng trái tim của mình ha. À, nhưng mà theo anh đó nha, cô gái nên mở lòng mình ra chút xíu nữa, nên đón nhận những cái tình cảm của mọi người xung quanh chút xíu nữa. Bởi hiện nay á, thật sự là em nói em rất khó, đúng khó quá. Em rất là dễ thương, rất là xinh đẹp ha. Hy vọng rằng mình sớm tìm được nửa yêu thương của mình. 28 tuổi rồi đó nha. Như vậy thôi, chứ anh biết chắc chắn là có nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho em. Và chàng trai này thì cũng đừng lo lắng, có rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho bạn. À, chúng tôi có những chương trình phiên bản khác của bạn Nguyễn Hòa, bạn Nguyễn Hòa offline, rồi rất là nhiều bạn trai bạn gái cũng đang một nửa tìm nửa thương của mình. Hy vọng các bạn đó sẽ nhìn thấy các bạn. Chúc chúng ta sẽ tìm sớm tìm một nửa yêu thương của mình nhé. Đó. Đây là món quà dành cho các bạn. Nệm cao su Vinalatex. À, gối, cặp gối của nệm cao su Vinalatex. Hoa của em. Còn gì nữa không, lên đây. Và đây là hai túi mỹ phẩm từ công ty mỹ phẩm Đăng Dương xin gửi tặng đến cho các bạn. À. Mọi người sẽ nhận được một món quà của Việt Nam Cacao, mật của đất. Nó là những thanh sô-cô-la ngọt ngào. Hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm được tình yêu của mình nó ngọt như thanh sô-cô-la này nhé. Và thêm một món quà nữa đến từ thương hiệu Akino. Đây, tặng cho các hai bạn, mỗi bạn một nồi cơm điện nha, của Akino. Rất cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. À, không bấm nút không sao cả. Hy vọng là các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Và chị hy vọng là em sẽ gặp được một người, những một người mà giống như là em mong muốn, là có những chung sở thích, có những điều y chang như em. Hơi khó nha, nhưng mà chắc chắn cũng sẽ có thôi. Rồi, à, cảm ơn em đã đến và tham gia chương trình. Dạ, mời em. Thật sự là rất là nhức đầu. Nếu mà công bằng theo cảm xúc của Nam Thư thì Thư thấy hai bạn cực kỳ hợp nhau. Đúng bởi vậy. Vì chàng trai được một cái là ảnh rất là chân thành, và đặc biệt ảnh hết sức chiều ý người đối diện. Đúng, chính xác. Tức là ví dụ có như thế nào thì ảnh cũng sẽ mềm mại, nhẹ nhàng, chiều bạn gái mình. Con người ta ai cũng có khuyết điểm, nhưng chàng trai này rất ít khuyết điểm. Yeah. Chỉ có khuyết điểm rất rõ rệt. Đơn giản vậy thôi. Tôi rất quý chàng trai này. Em cũng vậy. Và cũng rất quý cô gái. Nhưng chúng tôi cũng mong muốn rằng hai bạn hãy mở lòng mình ra chút xíu để sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình ha. Tôi mong muốn điều đó quý vị. Mỗi một cuộc trò chuyện trôi qua là mỗi một nỗi niềm của chúng tôi. Nếu mà họ bấm nút hẹn hò tôi rất là vui, nhưng nếu họ không bấm nút hẹn hò, thật sự tôi cũng rất là tiếc và cũng một chút buồn. Nhưng không sao, chúng tôi trân trọng cái tình cảm của họ với chương trình và trân trọng những quyết định của họ. Đó là thật. Đúng, sao cũng được, miễn sao thật là được. Và bây giờ là thời khắc dành cho khán giả tại trường quay. Đó, bưng lên em ơi, bưng lên cho chị. Lẹ rồi, chúng ta sẽ chúc thăm may mắn. Ai sẽ có con số nào Quỳ Linh bóc ra thì người đó trúng thôi. Nào. Số mấy hả anh Linh? Số 32. 32, 32, 32, 32. 32. Có 32 đã có không? Rồi, 32. Rồi, xin mời bạn mình nhanh chóng tiến về sân khấu để nhận quà. Lên đây em, mau lên, mau lên. Đừng bên kia, đừng bên kia.